Thưa quý vị và các bạn, từ chiều nay mùng 7 tháng 9, theo ghi nhận, thì các địa phương trong tỉnh do ảnh hưởng của bão số 3 đã có mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Dự báo trong những giờ tới, có nơi có mưa rất to với lượng khoảng từ 150 đến 250mm trên một đợt, có nơi mưa trên 300mm một đợt. Mưa lớn kèm theo các hiện tượng như lốc, sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong đợt mưa lớn này cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc, ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân cần theo dõi những bản tin dự báo thời tiết thường xuyên để có biện pháp phòng tránh. Sau đây là thông tin chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Vùng đồi núi cao, mưa to và dông rải rác, có nơi mưa rất to, gió nam cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Thành phố Lào Cai, mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Khu du lịch Sapa, có mưa vừa, mưa to và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Khu du lịch Bắc Hà, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nam cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ.